Gia đình chị Lưu Thị Gia là một trong hộ mới thoát nghèo của xã Quy Kỳ. Nhà có 5 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm nông nghiệp, không có điều kiện mua bò để chăn nuôi. Cuối năm 2023, qua bình xét, gia đình chị đủ điều kiện để được hỗ trợ một con bò cái sinh sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Với điều kiện về vườn bãi cùng sự tích cực chăm sóc và nuôi dưỡng, đến nay con bò đã sinh sản được một con bê. Nhà tôi được con bò này, thật là nhà tôi là rất phấn khởi. Thế là tôi chăm sóc là nói thật là thích lắm, chăn ngày, chăn sáng, chăn chiều. Lấy về được mấy tháng, 5 tháng à, đã để rồi. Được lấy được một con cái nữa, nó chuồng trại làm hết rồi. Tráng nền hết xong là lợp tôn xốp rồi, bây giờ cứ duy trì thế. Cũng là hộ được nhận bò sinh sản từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bà Bùi Thị Nụ, 70 tuổi, cảm thấy rất phấn khởi khi con bò của gia đình phát triển khỏe mạnh và đang mang thai. Theo bà, việc chăn nuôi bò không khó, có thể tận dụng được nhiều nguồn thức ăn tại địa phương. Nó thật sự bây giờ già mà có hơn chục triệu mà mua con bò là nó cũng rất là khó khăn. Thế bây giờ thì nhờ sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước thì hỗ trợ những người nghèo vượt khó lên gia đình chúng tôi là cũng rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng cam kết là chăm đắm cái con vật nuôi và sẽ gây giống nó lên cho nó càng ngày càng, có nghĩa là cái chuồng của mình càng ngày nó càng nhiều hơn lên. Từ năm 2022 đến nay, xã Quy Kỳ có 19 hộ là các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được hỗ trợ bò giống sinh sản. Theo đó, mỗi hộ được nhận một con bò giống có trọng lượng từ 200 đến 240 kg một con, có nguồn gốc rõ ràng và đã được tiêm phòng theo đúng quy định. Ngoài ra, các hộ đã được cán bộ chuyên môn tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách làm chuồng trại, cách xử lý một số bệnh thường gặp để phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện dự án, đến thời điểm bây giờ thoát nghèo thì là chúng tôi cũng đã thoát được 16 hộ. Thế và hộ cận nghèo thì đã thoát 7 hộ. Như vậy là chúng tôi đánh giá rất cao cái mô hình thực hiện cái chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương. Đặc biệt là đối với cái đàn bò của chúng tôi thì bà con dân được tự đi và mua, lựa chọn con giống và mua. Chính như vậy nên đến thời điểm này thì đàn bò phát triển rất tốt. 29 con thì đến thời điểm hiện tại là có 3 con đã đẻ và 6 con hiện nay đang chửa. Thế còn số còn lại thì phát triển rất là tốt. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và các cái chương trình, đặc biệt là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để tiếp tục hỗ trợ các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con nhân dân để tham gia các cái chương trình dự án để từng bước sẽ xóa đói giảm nghèo cách bền vững. Có thể thấy từ việc triển khai hỗ trợ bò giống trên địa bàn xã Quy Kỳ không chỉ phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương mà còn phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, qua đó góp phần tạo sinh kế lâu dài để người dân tiếp tục phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo.